sim lại. Gì vậy? Ừ, để coi. Coi cái nào được. Ừ, quay phim lại. Cho về tao giới thiệu lại. Cái nhỏ dễ bắn hơn anh. Bắn trúng tay à? À, nó trúng vô đây cái nó dội ngược lại. Má làm gì trúng được má, tại vì viên đạn nó đi, nó đi lên trên mà nó phải. Rồi người đau cái bắn này, bắn như khi mình nhắm này nè, nó bị lệch, bị lệch gì nè, là dễ bị đập à. Anh nói cho ngay à, vô góc xuống này nè, nó không làm. Rồi cái này thì nó hở hơn nè. Ba cộng dây đó tao tính 40 thôi. Ba cộng 50. Ba cộng 50 thôi. Ừ. Ủa vậy là một bịch này lại nhiêu bà chủ? Bịch đó 80, bịch này 50. Cái này bự hơn hả? Dạ. Cao 40 nha. 50. 40 được rồi, trời. Luôn á. Con lạc bộ bắn gì không? Không. Cái này có con lạc bộ đó hả? Má luôn. Tôi mua là hồi đó mua là 300 mấy á. Con lạc bộ ở đâu anh? Con lạc bộ ở đâu? Có không? Ở đây có chơi luôn á. Có em nghe mấy người ta chơi nhiều lắm. Em nghe mấy người ta nói cho thêm lại nó bán kìa, mà buổi chiều em cũng bán gần nó lâu bà bán lần lâu chạy đi bán. À, ta chạy ngang qua thấy hoài nè, em đi xe tải nè. Ông bán này em về, ông á đi màu mà không trúng không? Đi màu bán trúng con cua cái. Không trúng bắn lại. Cái cảm giác bắn nó phải lắm. Đã luôn hả? Có không trúng bắn lại. Trời ơi, mấy em chơi đi, tính chịu bắn trúng con cái này đâu có đã đâu đúng không? Đúng rồi, nó bán đâu ngon. Cái này chắc này chị 120 hả? Mua đại cái này nè, mua đại. Ờ, mấy cái đó bán không? Ừ. Nhiều 150, đồng giá cái này cũng 150 luôn. Định lấy hai cây này nè. Tặng thêm một con dây nữa. Ờ, mua loại này nè. Hai người chơi là một người chơi. Hai người. Giờ mua thêm cây đi. Ừ. Mua chục. Nhiều khi bắt được thì đổi cái khác. Đúng không? Được không? Được. Không biết được không mà nhiều người muốn. Tôi bắn vô chiếc xe không? Ừ, ông bắn vô chiếc xe đi rồi để tôi bắt ông đền luôn. Ông có chấm ngay chủ cái thiên nhan đang cháy kìa, nếu mà bắn trúng ra đó là cũng hay. Bà cũng hay quá ha. Ông đợi tôi quay phim tôi. Bà mới kêu bắn vô thiên nhan xe ta. Bà kêu bắn vô thiên nhan mới quay bà lại để làm chứng với tôi đây không? Phải bắn cái bạn thử chứ. Nữa. Đâu bắn nhanh trên 500 bữa lấy về bán. Bây giờ bên này nè, đừng đi mua cái này mà làm không dây này em được. À. Ông bắn lên cái đèn đường đó coi coi. Bãi đèn đường thì ông. Ôi bắn vậy mà. Ba bắn nhém cái này á hả? À. Sắc á. Nó mới đâu nguyên đâu. Không lá thì bắt được rồi. Không, ông bắn vô lên trên cái cây thôi, bắn vô trong cái cây phượng bên kia kìa. Con dây lại, con dây nó không đều gì là nó đi lệch nhiều quá. Cộng nếu mà nó mới đi lệch bên đó là do lý do nhiều khi con dây nó ngắn hơn con dây này. À, kéo, không đều, nó không đúng tay đúng không? Lực nó nặng hơn, nó đi qua bên, đúng không?
mà phải bắn mà từ mình canh từ được. Rồi đây em phải tháo ra anh coi một dây chuyên nghiệp hay không, nhiều khi nó vô cái này sâu quá nè, sâu quá là dây mình nó ngắn lại dạ. Ngắn lại thì cái lực nó mạnh hơn cái dây này. Gắn cái lại, gắn lại thì đúng rồi đó, thì nó mình phải chỉnh lại. Anh mua dây về không? Anh về phải cho hai cọng, nó có đều không? Nhiều khi dây ngắn hay dài, bắn nó lệch, phải chỉnh lại nữa. Không? Chứ... có người cắt cỡ khúc vậy nè, gắn vô nữa, tôi gắn cắt cỡ khúc ngắn. Con này bắn, cây này bắn cũng được mấy chục con rồi nè. Cây đó bao nhiêu? Cái cây đó ở đây nè. Thằng em nó mua, nó chơi rồi, nó mua 200 mấy á. Đẹp ha, cây đó nhìn thấy đẹp ha. Cây đó mà. Có cây này 300-400 nè. Hồi đó mới ra, mắc lắm. Rồi nó mua, nó bắn chặt. Từ khi nó mua là nó chỉ là 250 nha. Hồi đó nó mua, nó bắn chặt chặt lớn, ủa cho chặt này, sao nó xuống chặt nhỏ, dễ bị đứt không? À, cái đó kéo nó đứt luôn. Bắn chặt nhỏ rồi nó mới chia gì đó. À, thấy không? Đá đúng không? Chúng nghe cái cống nghe. Nhắm lên đúng rồi, đi mình đá là quen mà, bán nào cũng quen chứ. Thôi bây giờ tôi lấy hai cây đi. Chơi thì lấy một cây này đi. Nhả đâu? Ở tên lửa nè. Nè. Ừ. Lấy hai thứ đi, mỗi thứ một cây. Cái này á, anh mua đây cũng được. Mà lên Tân Thành thì mua mắc lắm. Anh xuống Đức Thiện á. Ở đâu? Đinh Đức Thiện. À biết. Đinh Đức Thiện vừa qua đường Đinh Đức Thiện chút xíu đi về về ngã tư Đinh Thiện như chạy Điêu Khê phải không? À. Vậy giờ tránh đó đúng không? Anh không có đèo chạy, tránh đi thẳng luôn Đinh Thiện, chạy khoảng chừng 100m bên phải á. Là bán cái bi này nè, 50.000 ký. Ok. À, cảm ơn nhiều. Tôi mua toàn là lên Tân Thành đâu bán 80.000 ký. Rồi. Tân Thành nó 80.000 ký hả? Ờ, anh mua ký bán đồ định không biết bao nhiêu luôn. Bây giờ tôi lấy bịch một bịch này. Bịch này. Với lại hai cái này. 350 hả? Nhiêu? Nhiêu bớt cái gì? Bớt bao nhiêu? Là cái bịch này 80 à. 80 và bịch này là 300 là 350 bớt thêm 20.000, 330 vui vẻ, mốt đẹp quảng cáo giùm. Cho anh thêm cộng dây nữa. Cho thêm cộng dây nữa. Màu gì cũng được. Nha, nhớ đây nha. Đó, nhớ bà chủ đây nè. Ốc lại mua.